mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ngày hôm nay thì em lại cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe Honda Civic phiên bản S máy 1.5 turbo sản xuất là 2020 nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan đăng ký t tư nhân biển Hà Nội một chủ từ mới năm bánh với quãng đường là hơn 28.000 km Xe hiện đang có mặt tại Ngọc Diễn Auto, địa chỉ đơn vị là 116 Lê Văn Đường, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bác đang có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Mọi chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết cho khách hàng đầy đủ các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Xe không bị đâm va, không bị ngập nước. Có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe này thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho anh chị bạn có thể tham khảo. Đây là những cái đường led tổng quan chi tiết về ngoại thất của chiếc xe để các bác có thể thấy qua từ những hệ thống như mắt cảm biến rồi là các chi tiết à, cánh gió phía sau. Và với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi. Đây là một mẫu xe trong phân khúc hạng C, cạnh tranh với các đối thủ như là Mazda 3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis. Với kiểu dáng thể thao cũng như cái cảm giác lái của chiếc xe rất là tốt. Đấy, những chi tiết về không gian khoang cốp chứa đồ của chiếc xe chỉ có thể tham quan và đánh giá từ những con ốc rồi đến những phần đinh tán keo chỉ là đều còn nguyên bản hết anh chị ạ những đường led hệ thống uh, keo chỉ đây anh chị có thể thấy là không hề có bị lâm pha về phần đuôi đơn vị uh, cam kết rất rõ trên văn bản để các bác có thể yên tâm trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn đang xem và thắc mắc chỗ nào thì có thể liên hệ em thật số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi những cái phần anh chị các bạn yêu cầu hoặc video call để anh chị bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với không gian à, ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể nhìn qua từ phần cánh cửa đi vào. Hệ thống đinh tán thôi là những cái phần keo chỉ, bệ bước, tap ly cánh cửa để có thể là đánh giá về chất lượng chiếc xe đang giới thiệu nó còn hoàn hảo hay không những đường led về hệ thống ốc bản lề và những cái chi tiết như anh chị có thể thấy vẫn còn phải sơn của nhà sản xuất bên trong đây thì là với những cái chi tiết đường led như hệ thống ghế ngồi bọc da màu đen với những viền chỉ đỏ để tạo lên cái tính thẩm mỹ khi nhìn vào nội thất bên trong chiếc xe cửa gió điều hòa được trang bị ở hàng ghế thứ hai những tiện nghi của chiếc xe thì các bác có thể thấy không gian rất là rộng rãi và ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang lái của chiếc xe anh chị có thể thấy với những cánh cửa thì nó sẽ có những đường led để anh chị biết được là cánh cửa này nó có bị đâm va hay thế gì không rồi là những các phím chức năng cơ bản như là hệ thống lên xuống kính chỉnh gương gập gương những tiện nghi cơ bản và những cái chỗ được thiết kế bố trí rất là hài hòa để đảm bảo anh chị các bạn vừa lái xe vừa thao tác đảm bảo an toàn chất lượng má ghế của chiếc xe anh chị có thể thấy nó vẫn rất là đẹp đây là năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé với năm sản xuất là 2020 với những con ốc đinh tán của chiếc xe đều là còn nguyên bản hết chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp từ ghế lái đến ghế phụ hệ thống như là eco chế độ lái eco phanh tay điện tử backhoe khâu màn hình được lên màn hình android rồi với điều hòa tự động đầy đủ Những tiện nghi và tính năng công nghệ an toàn. Xe thì có trang bị cho anh chị các bạn như là hệ thống vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số thể thao và phía sau là có màn hình điện tử à, cùng với các hiển thị thông số của chiếc xe một cách rõ nét để anh chị các bạn có thể theo dõi. Thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe đây anh chị nhé, lịch sử đầy đủ. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về hệ thống máy móc của chiếc xe để có thể có cái nhìn tổng quan kỹ hơn về chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị các bạn còn đẹp hay không. Đầu tiên thì ta sẽ cũng đi quan sát từ những phần con ốc rồi đến những phần đinh tán đến hệ thống rằng đầu của chiếc xe, mọi con ốc bắt bèo cũng như là hệ thống ốc mặt máy, ốc chân máy để anh chị có thể đánh giá được chất lượng của chiếc xe em đã giới thiệu nó có bị đâm va hay ngập nước gì không và với chiếc xe Honda Civic phiên bản GS 1.5 sản xuất 2020 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng 700 triệu. Thông tin chi tiết cụ thể thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn.